Xin kính chào quý vị và các bạn. Mời quý vị và các bạn cùng đến với bản tin thời tiết Hà Nội của Đài Truyền hình Kỹ thuật số VTC. Thưa quý vị và các bạn, ngày hôm qua Hà Nội đã trải qua những khoảnh khắc trong tiết trời như mùa thu. Sáng thì gió đông bắc thổi nhẹ, trời khá mát mẻ, thậm chí còn hơi se lạnh vào sáng sớm. Và tác nhân chính là do hoàn lưu của khối không khí lạnh được khuếch tán xuống nước ta. Đến trưa chiều thì trời chuyển nắng nhưng nhiệt độ cao nhất thì cũng chỉ khoảng 29 đến 30 độ. Và sáng nay thời tiết vẫn khá đẹp và mát mẻ. Nắng nhẹ xuất hiện từ 8 giờ sáng và nhiệt độ thì cũng chỉ ở mức 24 đến 26 độ. Và trong chiều và tối nay có hai khối khí chi phối hệ thống thời tiết ở khu vực Hà Nội. Đầu tiên đó là khối không khí lạnh ở dưới tầng thấp. Khối khí này đang trong giai đoạn ổn định về cường độ, sau đó thì sẽ suy yếu dần đi. Thứ hai, ở tầng không khí trên cao là sự hoạt động của đới gió Tây Bắc. Vì vậy nắng sẽ xuất hiện trong chiều nay và với mức nhiệt sẽ có xu hướng tăng nhẹ thêm khoảng 1 đến 2 độ nữa, phổ biến khoảng 30 đến 31 độ. Riêng tại trung tâm thành phố Hà Nội thì sẽ có thể xấp xỉ ngưỡng là 32 độ. Vào ngày mai thì khối không khí lạnh sẽ tiếp tục suy yếu với vùng trung tâm được lệch thêm dần ra phía đông. Tuy nhiên ở tầng cao thì đới gió đông bắc lại quay dần sang hướng đông. Trường phân kỳ gió tây bắc trên cao thì cũng không còn nữa nên trời lại có xu hướng nhiều mây hơn, trời chỉ còn hửng nắng nhẹ. Vì vậy, nhiệt độ cao nhất ngày mai sẽ phổ biến là 30 đến 31 độ. Trong những ngày tới thì vẫn theo đà suy yếu và lệch đông của khối không khí lạnh, trường gió đông sẽ quay sang hướng đông nam và trời sẽ tiếp tục nhiều mây hơn, nắng hầu như là không còn khả năng xuất hiện, thậm chí trời còn có lúc có mưa. Vì vậy, nhiệt độ lại có xu hướng giảm nhẹ khoảng 1 đến 2 độ trong vài ba ngày tới. Thưa quý vị, mùa hè đến là một loạt các loại thực phẩm giải nhiệt sẽ lên ngôi. Ở Hà Nội thì bất cứ ai đến đây hay là người dân thủ đô cũng đều quen với những cái tên như là trà chanh, caramel hay là kem. Hương vị ngọt mát vừa để ăn vặt vừa đồ giải nhiệt trong ngày nắng nóng, các món ăn này luôn làm chúng ta phải thèm thuồng mỗi khi hè tới. Và trong tiết trời mát mẻ ngày hôm nay chúng ta sẽ cùng khám phá những thức uống giải nhiệt rất Hà Nội này. Đầu tiên đó là kem. Những que kem hoặc là ly kem mát lạnh luôn có sức hấp dẫn không thể chối từ trong những ngày hè nóng nực. Thế nên không có lý do gì mà món ăn này lại không nằm ngay trong top đầu tiên. Ngày nay có rất nhiều các loại kem mới xuất hiện và gây tò mò hứng thú cho các tín đồ ẩm thực. Dạo quanh Hồ Gươm hay Hồ Tây, chúng ta sẽ được thưởng thức những thương hiệu kem nổi tiếng. Chè có lẽ là món được biến tấu đa dạng nhất với đủ loại khác nhau, từ chè thập cẩm, chè hạt sen, chè khúc bạch, chè bưởi, cho đến cả những món chè đơn giản như là chè xanh, chè đậu đen. Chè không đơn thuần là món ăn ngày hè mà còn có công dụng giải nhiệt rất tốt cho sức khỏe. Quý vị có thể tìm đến một vài quán chè nổi tiếng ở Hà Nội như là chè ở ngõ chợ Đồng Xuân, chè Thái, chợ Nam Đồng, chè chuối Đào Duy Từ hay là chè Bà Sáu, Ngô Thị Nhậm. Và tiếp đến là caramel. Caramel Hàng Than được mệnh danh là caramel ngon số 1 Hà Thành với chất lượng caramel tuyệt vời, cùng với sự biến tấu đa dạng với gần chục loại caramel khác nhau như là caramel trân châu, nếp cẩm, sữa chua, hoa quả v.v. Thật là thiếu sót nếu như chúng ta không nhắc đến trà chanh nhà thờ. Không thuộc nhóm đồ sang chảnh, sức hút của trà chanh đến từ sự giản dị. Trà chanh được pha chế bằng cách thêm nước chanh vào trà mạn, vị đăng đắng của trà hòa với vị chua của chanh và thêm một chút đường cho dễ uống. Người bán cắt thêm những lát chanh mỏng để cốc trà đẹp và dậy vị chanh tươi hơn. Và cuối cùng sẽ là tàu phớ. Tàu phớ là một món ăn dân dã được rất nhiều người ưa thích. Một bát tàu phớ thập cẩm có sự kết hợp độc đáo từ vị ngọt mát của đường, vị thơm ngon hơi bùi của dừa tươi và sự dai dai giòn giòn của những hạt trân châu chắc chắn sẽ hấp dẫn du khách và người dân thủ đô trong những ngày hè nóng bức. Và tiếp theo là phần dự báo chi tiết cho Hà Nội trong đêm nay và ngày mai. Khu vực Ba Vì Sơn Tây, nhiều mây không mưa, trưa chiều giảm mây, hửng nắng, gió nhẹ, nhiệt độ thấp nhất từ 24 đến 26 độ, nhiệt độ cao nhất từ 29 đến 31 độ, độ ẩm trung bình từ 62 đến 89%. Khu vực Phúc Thọ, Chương Mỹ, nhiều mây không mưa, trưa chiều giảm mây, trời nắng, gió đông bắc đến đông cấp 2, cấp 3, nhiệt độ thấp nhất từ 24 đến 26 độ, nhiệt độ cao nhất từ 29 đến 31 độ, độ ẩm trung bình từ 60 đến 87%. Khu vực Thanh Oai, Thường Tín, Mỹ Đức, nhiều mây không mưa, trưa chiều giảm mây, trời nắng, gió đông bắc đến đông cấp 2, cấp 3, nhiệt độ thấp nhất từ 24 đến 26 độ, nhiệt độ cao nhất từ 29 đến 31 độ, độ ẩm trung bình từ 60 đến 88%. Khu vực Mê Linh, Đông Anh, Sóc Sơn, nhiều mây không mưa, trưa chiều giảm mây, trời nắng, gió đông bắc đến đông cấp 2, cấp 3, nhiệt độ thấp nhất từ 23 đến 25 độ, nhiệt độ cao nhất từ 28 đến 30 độ, độ ẩm trung bình từ 58 đến 86%. Khu vực trung tâm thành phố Hà Nội, nhiều mây không mưa, trưa chiều giảm mây, trời nắng, gió đông bắc đến đông cấp 2, cấp 3,
nhiệt độ thấp nhất từ 24 đến 26 độ, nhiệt độ cao nhất từ 29 đến 31 độ, độ ẩm trung bình từ 60 đến 87%.